Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đường Trần Hưng Đạo. Góc này là đầu đường Nguyễn Cư Trinh và Trần Hưng Đạo. Ở đây có cái bệnh viện răng hàm mặt. Xích tới đây chút xíu nữa thì là con đường giao nhau giữa Hồ Hảo Hớn và ông Nguyễn Khắc Nhu và Nguyễn Cư Trinh. Ở đây có khách sạn Bullman. Thì hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ từ đoạn bệnh viện răng hàm mặt. Đây là bệnh viện răng hàm mặt ngày nay nè. Để đi đến cái đường Cống Quỳnh. Cống Quỳnh hướng này. Cống Quỳnh giáp với Hồ Hảo Hớn ha. Để đi ngang qua căn nhà số 99 rồi chúng ta 99 ở đường Nguyễn Cư Trinh, rồi chúng ta cùng nhau đi khám phá vô cái hẻm 122 Nguyễn Cư Trinh nha. Hẻm 122 thì có cái cô bán chuối nếp nướng rất là ngon, chuối nướng nổi tiếng, chuối nướng Trần Đình Xu. Nay chúng ta đang lang thang trên dọc đường vỉa hè đường Trần Hưng Đạo. Ở đây thì có cái hàng cây rất là mát. Nhân qua đây thì xin chúc cô chú anh chị và các bạn mình lúc nào cũng vui vẻ, nhiều sức khỏe. Thì một số hình ảnh này cũng gợi đến những cái hình ảnh ngày xưa, cũng như cập nhật đến những hình ảnh ngày nay để gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Có dịp đi đến Sài Gòn thì chúng ta sẽ có vài thông tin. Thì khu này rất là nhiều khách sạn, đường Nguyễn Cư Trinh là đường rất là nhiều khách sạn đó. Nên mình không cần phải sợ khi không có chỗ ở ha. Chiếc xích lô ngày xưa nữa, đòn lúa gạo, hạt ngọc trời. Đây là cái bún riêu Nguyễn Cánh Trân mà lúc trước em có review cho cô chú anh chị mình xem rồi đó. Là ở đây ha. Đây là gốc là bún riêu bà Tám. Bún riêu bà Tám, rồi sau đó thì bà Tám nó để lại cho con cháu, rồi bây giờ thế hệ thứ hai bán à. Mình họ lấy tên là bún riêu Nguyễn Cánh Trân, nhiều bán ở đường Trần Hưng Đạo. Đây chúng ta đang đứng ở ngã tư giáp với Hồ Hảo Hớn với Cống Quỳnh với Trần Hưng Đạo ha. Bên kia là Hồ Hảo Hớn, bên đây là Cống Quỳnh. Đường lớn này là Trần Hưng Đạo. Thì ngay đây ngày xưa có cái chung cư ngay cái cần cẩu nè, có chung cư nhưng mà ngày xưa thì đã giải tỏa rồi ha. Tỏ rất là lâu năm mà. Rồi chúng ta cùng nhau hành trình đi đến cái con đường Nguyễn Cư Trinh nha. Gửi đến hôm qua đây thì xin gửi đến chú David căn nhà số 99 Nguyễn Cư Trinh. Hồi xưa chú nói là Cống Quỳnh nhưng mà khúc đó là khúc Nguyễn Cư Trinh nè. Cái đoạn này thì lúc trước chúng ta có đi qua rồi đó, ngã ba Cao Bá Nhạ với Cống Quỳnh, nhưng mà mình đi buổi tối nên có lẽ bà con mình nhận không ra. Đây là ngã ba Cao Bá Nhạ và Cống Quỳnh nè. Hey, ngược nắng quá. Đây có căn nhà hồi xưa nè. Tối quá. Đây có quán nhậu Tí Chuột ngay góc ngã ba luôn. Sẽ tới xíu nữa thì có cái đường cái nhà số 6 ha. Số 6 Nguyễn Cư Trinh. Ô, số 6 Cao Bá Quát. Ô, Cao Bá Nhẹ.
lại nói lộn à, đường Cao Bá Nhạ năm xưa à, cuối đường này thì trường Cầu Kho à, ngay cổng Cầu Kho luôn, ngay cổng trường Cầu Kho luôn à, nhưng bây giờ trường Cầu Kho đổi thành trường Trần Hưng Đạo và đổi cái cổng qua cổng Trần Hưng Đạo, đường Trần Hưng Đạo rồi ha. Ta đang lang thang trên đường Cống Quỳnh à, ở đây là 40B Cống Quỳnh. Đây hôm bữa mình có thấy cái hẻm tên là Nguyễn Minh à, có chữ Nguyễn Minh đây nè à, hôm nay thì nhìn thấy rõ hơn ha. Hôm bữa thì mình đi ban đêm, hôm nay thì chúng ta đi ban ngày. Rồi chúng ta đi quẹo trái nha, hôm bữa mình quẹo quẹo phải, bây giờ quẹo trái quá được. Đây. Có lẽ khúc này chúng ta hơi bị ngược nắng nè, do nắng chiều á, nắng chiều dội qua. Rồi mình sẽ đi bên kia đường để nhìn qua bên đây ha, bởi vì cái nhà số 99 thì nằm bên đây, thì nếu ta đi bên đây nữa thì lại không có view hết được cái khung cảnh à, để chú nhìn không rõ nữa à. Đây là cái chỗ này thì giải tỏa đây nè, chuẩn bị có cái building ngay góc Cống Quỳnh. À, chúng ta nhìn qua cái vòng xoay cái vòng binh Cống Quỳnh nha. Một bình Cống Quỳnh năm xưa. Rồi, mình đang đi trên đường Nguyễn Cư Trinh hướng này thì về Nguyễn Trãi. Ê chết cha, không có điện thoại tí. Nghe lóc rồi. Yeah. Rồi, đây đưa về. Đây là số cái nhà thuốc Việt Duy 2 à, là số 87 à. Chúng ta nhìn để nhà, để nhà năm xưa nha. Đây có cái chung cư, đây là chung cư nè. Rồi tới 91 là Ren Cà Phê. À, rồi tới ngân hàng TP Bank. Đây không biết cái nhà nào là nhà của chú ha. Đây là cái gốc cây này. Thì số 97 là Rosic Management Office. À, công ty này là số 97 đây nè. Đó. Rồi kế bên là 99 thì Toto à, một quán trà sữa. À, đây có cái hàng cây phượng, ố cây, hàng cây rất là mát. Rồi ta nhìn lại một dãy nhà này ha. À, gửi lên chú David. À, nếu chú nhận ra căn nhà của mình thì cho con xin cái comment nha. À, nếu không nhận ra thì cho con xin cái comment, không biết có đi đúng đường hay không. À, bây giờ là 2 giờ chiều nên trời rất là nắng. Nên cái hướng mặt trời trời lặn thì làm cho camera nó tối à, mong bà con mình thông cảm nha. Đây,
mình vừa qua cái mà hẻm 128, 126 rồi. À, quên vô cái hẻm đó để gửi đến chú Hùng á. Thôi xin hẹn lại cái video tiếp theo nha. Đây, chúng ta lại tiếp tục đi trên đường Nguyễn Cư Trinh. À, mọi nhìn qua có cái chung cư xưa xưa nữa nè. Ở đây thì bên tay phải mình là cái khu Mã Lạng, còn bên tay trái thì đi vô mấy cái hẻm ra Trần Hưng Đạo. Đây quán cà phê rất là mát. Like coffee. À, bên đây là cái hẻm đi vô khu Mã Lạng nè. Hẻm này. Và đối diện thì chúng ta có cái hẻm 122. Để đi ra đường Phát Diệm là Trần Đình Xu. Ở đó có cái cô bán chuối nướng rất là ngon nè. Chúng ta đi ngang qua nha. Ngang qua giới thiệu cho cô chú anh chị mình xem thôi. Hôm nào mình sẽ review chi tiết hơn. Hôm nay mình xem cái địa chỉ đi. Nếu ai đã từng ngang qua thì là biết cái cô này. Hẻm 122 Trần Đình Xu. Cái cô bán chuối đó rất là ngon. Rồi, bây giờ chúng ta đi ra đường Trần Đình Xu nha. Chúng ta sẽ đến đây thì em xin nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Quẹo trái thì chúng ta sẽ ra Trần Hưng Đạo, và nếu quẹo phải thì mình đi đến Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi. Ngay đó có cái dốc á, cái dốc mà ngày xưa cô Thủy hay đẩy nước đá lên đó, vừa lên cái dốc rất là nặng. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị và các bạn mình lúc nào cũng vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Một số hình ảnh ở đường Nguyễn Cư Trinh và đến quý vị các bạn.